sách Việt Rách, tủ sách bài tập cuối tuần, sách ôn tập các lớp 1, 2, 3, 4 và 5, tuyển tập đề thi giữa cuối học kỳ 1, học kỳ 2. Truy cập ngay shopee.vn/vietjachofficialstore. Xin chào các bạn học sinh thân mến, chào mừng các em đã đến với trang vietjach.com. Trong bài học ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng với cô giáo đi trả lời các câu hỏi trong nội dung bài 6 thuộc chủ đề 1, Khung trời tuổi thơ, nằm trong bộ sách Chân trời sáng tạo ở bài tập tiếng Việt Nam. Đầu tiên, chúng mình sẽ cùng nhau đi đến phần nói và nghe. Ở đây chúng ta có bài tập. Dựa vào bài tập 1, ghi lại một số thông tin về chương trình truyền hình hoặc hoạt động được bạn giới thiệu mà em thấy thú vị. Ở đây các bạn có thể tham khảo cái cách làm của cô giáo với bài tập này như sau. Khám phá thế giới là chương trình truyền hình yêu thích của tôi. Chương trình cung cấp cho chúng ta vô số thông tin hấp dẫn về thế giới tự nhiên, vũ trụ, con người, động vật và các hành tinh. Tôi có cơ hội tìm hiểu thêm về các nền văn hóa khác nhau và có thêm kiến thức thực tế về nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống, giúp đỡ chương trình. Tối thứ 6 tuần, VTV2 phát sóng chương trình khám phá thế giới. Sự tò mò thường xuyên của tôi về thế giới và khả năng đưa ra những câu trả lời thuyết phục của chương trình là hai lý do nữa khiến tôi thích xem nó. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau đi đến phần viết. Viết đoạn kết bài cho bài văn tả một cảnh đẹp ở quê hương em hoặc nơi em ở theo một trong hai cách. Kết bài không mở rộng và kết bài mở rộng. Ở đây, với phần kết bài không mở rộng, các bạn có thể viết như sau. Cánh đồng lúa quê em buổi sáng mai thật đẹp, một vẻ đẹp bình dị, mộc mạc nhưng ý nghĩa. Em rất thích ngắm nhìn cánh đồng lúa chín buổi sáng mai như thế này. Ý B, kết bài mở rộng. Mỗi năm có rất nhiều khách du lịch lần đầu, đến lần đầu và trở lại thăm những con rạch ở Cồn Vụng. Em rất vui và tự hào về điều đó, bởi vẻ đẹp của quê hương em đã được bà con ở khắp nơi ghi nhận và yêu mến. Và cuối cùng các bạn sẽ đi vào phần chữa lỗi, các cái lỗi chính tả và sửa lại. Trong phần vận dụng chúng ta có câu hỏi như sau. Ghi lại một đến hai hình ảnh hoặc từ ngữ gợi tả âm thanh mà em thích cho bài đọc tiếng vườn và lý do em thích. Ở đây các bạn có thể ghi lại một số hình ảnh như sau. Em thích hình ảnh tán xoan vì trên những cành cây khô bỗng vỡ òa những chùm lộc biếc. Lộc xoan có màu ngọc lục, nhìn ngắm mãi vẫn chưa hết vẻ đẹp của búp trên cành. Hình ảnh này rất đẹp. Như vậy vừa rồi cô giáo đã hướng dẫn các bạn trả lời các câu hỏi trong nội dung bài 6 tiếng vườn. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những học tiếp theo cùng cô giáo nhé. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.